con thứ cha thứ hai công đoàn, tên con là Nguyễn Phê Lô Nguyễn Đình Đánh, 50 tuổi, là ở giáo sứ Văn Hành, thành phố Hà Tĩnh. Chủ hành trang đã tác động hai vợ chồng con tới đây là cũng đã lâu lắm rồi, mà đi tới được đây thì cho con được đến làm chuyện là con rất mừng. Thì văn tóc thời con được ơn gì? Dạ, con được rất nhiều ơn, nhưng mà cho con chia sẻ là cho con lại hai ơn. Thế là cách đây là 20 năm trước, rồi một cái ơn mới nhất thôi. Ơn mới nhất thôi, một cái rồi. 20 năm trước, con là bị thần kinh nặng, cho nên là vì thần kinh nó nặng là đi đâu cũng đi để chết thế ra. Mà vừa cho vừa có thì cái kinh nó mạnh. Là con đã đi cái là con nhảy táo là đi chết, đi không sống được. Là đã ra đi là con vừa có sợ. Là kinh lan trọng và cái kinh khắp không được, không thấy. Là vừa có về gọi điện cho cha. Về con về gọi điện cho cha này đừng lo của cha và cộng đoàn này cầu nguyện cho chồng về gì đó. Nói con đi nơi đâu con không thấy, không biết. Rồi chạy một cái thành giá nó dài to, nó phải ngán năm đó. Con cứ đợi mãi, đợi không được. Rồi con liệt xuống đây con nằm, ôm thầy nhà nó con nằm luôn. Là từ 12 giờ trưa cho tới 3 giờ chiều lên trời nắng bức, quá bức, con nằm được. Mà không thể nắng, mà không thể gì. Còn đi tìm để chạy đến đâu, con để chạy sạc, mà con không thấy. Rồi bây giờ anh đã được khỏi chưa? Dạ, thì con được khỏi bình thường với cha, con đi làm bình thường rồi. Rồi, tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng rồi, chú thương xót nha. Đây là cái máy mới nhất. Một người anh em, anh có bị gọi là bệnh tâm thần hay là bệnh gì? Dạ. Vẫn là vì tâm thần là vì là... Rồi, anh ấy bị bệnh tâm thần nặng mà bây giờ thì anh đã được Chúa chữa lành. Và hôm nay anh đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Rồi, xin Chúa chữa lành cho anh nha. Rồi. Người khác, rồi mời anh.